Bây giờ thì giới thiệu tới cái môi trường VirtualBox nha. À, cái VirtualBox thì nó là cái hệ điều hành nó hỗ trợ chúng ta cái CPU chạy x86 và nhiều cái hệ con dòng CPU AMD, Intel đều có hỗ trợ ảo hóa đều được chạy hết. Và VirtualBox thì chạy trên Ubuntu, trên Windows và Linux, macOS được chạy được cả. Tạo mới máy tính, khả năng của VirtualBox là cho phép tôi tạo ra cái máy tính này với cái tốc tùy chọn. À, cho phép chọn hệ điều hành cho máy tính mới nè, tạo điện cứng cho máy tính mới nè, sử dụng lại điện cứng cũ đã có trước đó để tạo cái máy ảo hiện được. Máy ảo được lưu trong một cái tập tin ảnh gọi là điện cứng. Và cái quan trọng là chúng ta phải chọn được cái kiểu giao tiếp mạng phù hợp. Cái tôi trước cái like này là tôi muốn cho chúng ta hiểu cái kiểu giao tiếp mạng. Chứ phải thật ra VirtualBox thì anh chị có thể đã làm quen rồi. Máy ảo có thể giao tiếp với máy thật. Máy ảo có thể giao tiếp mạng với máy thật trong môi trường cho VirtualBox. Thì anh chị muốn cài VirtualBox á thì chúng ta sẽ vào đây để đâu về vào đây đâu về và chúng ta muốn cài cái VirtualBox trên Ubuntu thì cái này tôi hướng dẫn chị cài Ubuntu luôn, nhưng mà cái lệnh để cài đặt là sudo apt install để cài một gói cho Ubuntu thì tôi là apt install rồi tên tên gói, đây là câu lệnh cài đặt trên Ubuntu. Cái này là cài gói VirtualBox trên máy ảo desktop Ubuntu. Còn cái máy tính Ubuntu desktop thì trong phòng thực hành nó đã cài đặt sẵn, cái này thì tôi không nói tôi qua bởi vì đây là trên phòng thực hành thì tôi không nói tại vì ta không phải thực hành. Và tôi muốn giới thiệu ta là cái gì, cái mà tôi đang muốn giới thiệu ta đó là các giới thiệu các chế độ cạc mạng trong VirtualBox. Chế độ thứ nhất là chế độ NAS, chế độ NAS. Chế độ này là chế độ mặc nhiên, khi chúng ta cài đặt một cái máy ảo thì nó sẽ chọn cho chúng ta chế độ NAS. Chế độ NAS thì đây là các truy cập mạng các máy ảo á. Với chế độ NAS đó, các máy ảo có thể truy cập được mạng internet, không giao tiếp được với nhau, không giao tiếp được với nhau. Thì hầu như các máy ảo là hạn như các bạn tạo ra ba cái máy ảo trên cái VirtualBox á, thì ba máy ảo đó hình như nó có cùng một cái IP. Và khi mà cái máy ảo này ra ngoài mạng á, là nhờ cơ chế NAT, nó giống như là cái máy ở nhà mình mà vào cái internet thì nhờ cái IP một cạc mạng ngoài là anh này. Mỗi cái máy ảo thì nhờ cái cạc mạng ảo này ra ngoài, chứ thực ra khi ra ngoài thì nó nhờ nó NAT cái IP ngoài của cái máy thật. Cho nên nếu mà ba cái máy ảo bạn cài ba cái máy ảo thì ba máy ảo này không pin với nhau được, không làm việc nhau được. Những cái máy ảo sẽ không làm việc nhau được, nhưng các máy ảo này có thể ra ngoài mạng internet nhờ cơ chế NAT ha, thì một các máy tính này không giao tiếp nhau được. Giờ cái máy, thậm chí cái máy IP của máy ảo này là pin IP này, IP của máy thật này nó không thấy được, mà nó qua một cái máy máy gateway ảo để nên nó đi ra ngoài. Cho nên là nếu cái chế độ NAT đó, thì cái máy thật và cái máy ảo này hầu như pin không thấy nhau, nhưng mà nó vẫn ra ngoài mạng được internet. Chế độ thứ hai đó là internal mode. Nhưng mà ở cái chế độ này á thì các máy ảo á, không thể truy cập mạng internet nhưng mà giao tiếp được với nhau. Đó, là các máy ảo mà chúng ta thấy, nếu chúng ta cài ba cái máy ảo trên cái máy thật thì ba máy ảo này nó có cái IP khác nhau và các máy ảo này có thể ping với nhau được, giao tiếp dữ liệu nhau được. Đây nó có 1.1, 100.1 nè, 100.2, 100.3 là giao tiếp được. Đấy, 100.3 giao tiếp được. Còn chế độ thứ ba đó là các chế độ brick mode, chế độ cầu nối. Chế độ này thì cái máy thật nó nằm đâu? Cái máy thật đây. Hot nó là 192.168.42.135. Còn đây là 42.33, 42.245, 42.8. Như vậy thì với cái chế độ remote này á, thì các máy ảo này có thể truy cập được mạng internet và giao tiếp được với nhau luôn. Cái máy ảo này hầu như là nó đi trực tiếp ra ngoài mạng internet luôn. Và nó có nhánh mạng cùng với nhánh mạng của IP của máy thật là 42 nè, 192.168.42. Ở đây về 192.168.42. Và cái máy ảo này nó sẽ ping qua thấy máy thật luôn. Ping qua thấy máy thật luôn cùng nhánh mạng 192.168.42 mà. Như vậy thì với cái chế độ remote mode này, các máy ảo có thể ping thấy máy thật và ra ngoài mạng ngoài internet, và thậm chí ping giữa các máy ảo với nhau vẫn thấy. Cho nên thông thường khi ta cài, chúng ta sẽ chọn chế độ là brick mode, chế độ là brick mode. Mình sẽ chỉ sang chế độ brick mode khi cài các mạng. Đấy. Đó, Và đây là cái cài máy rồi mình ảo chuyển được không thầy? hả? Mình cài rồi giờ mình có cách nào mình chuyển được không thầy? Được được được, em up máy em chuyển thôi chút xíu em mình chỉ. Rồi. Rồi bây giờ đây là do file new nè. Chứ là thật ra hiện nay cái VirtualBox này nó cũng hỗ trợ nhiều nhiều cái tính năng, mà tại nhiều khi chúng ta không có đi và ít sử dụng. Để tạo máy ảo thì các em có thể chọn new nè, vào tab management new, chọn new thì đặt tên máy ảo rồi thư mục lưu. Cái này tôi đang hướng dẫn trên Ubuntu á, cái line này là tôi đang chụp hình trên Ubuntu này. Còn ai xài với VirtualBox á, tức là tại vì tôi cái bài các bài hai bài thực hành sau á, là tôi cần có một cái máy chạy trên nền tảng Ubuntu để kết nối với cái server ở trên cái server mà sử dụng dịch vụ BASS đó để tôi làm bài tập. Cho nên nếu mà cái máy ai mà đang có Ubuntu rồi á, cái máy thật á mà có Ubuntu rồi á, thì lấy cái máy thật ra làm luôn. Còn nếu mà ai đang chạy Windows mà không muốn cài một cái máy thật hệ điều hành Ubuntu á,
thì sẽ cài cái máy VirtualBox này là Ubuntu. Có hiểu mục đích tôi đang hướng dẫn không? Các bài tập Hiểu. sau chúng ta sẽ cần có một cái máy Ubuntu kết nối với cái server BIOS để làm bài tập. Còn nếu ai đang máy ai mà đang chạy Ubuntu thì thôi không cần nữa. Còn ai mà chưa có thì sẽ cài cái máy ảo này trên nền tảng Ubuntu. Nếu mà ta máy ta đang Windows thì cài VirtualBox vô rồi cài cái máy Ubuntu vào. Cái câu lệnh này là cái cách cài hướng dẫn cài trên cái máy ảo Ubuntu. Nếu mà hồi thì tôi đang máy tôi đang sử dụng Windows Windows tôi sẽ hướng dẫn được cái cách tạo máy ảo trên Windows. Rồi chúng ta sẽ chọn thư tên máy, đặt tên thư mục để lưu nè, chọn Linux và hệ điều hành Ubuntu Server. Đấy. Và chọn RAM. Cái này là Ubuntu Server thì RAM nó có 1 GB thôi, nhưng mà bạn cài Ubuntu Desktop các bạn thì cho nó nhiều hơn, có thể cho 2 GB. Và máy tạo mới thì chúng ta chọn đây là Ray VirtualBox Disk, tức là tạo cái đĩa cứng mới luôn, không dùng vô kiến cũ. Rồi chọn là ổ cứng dạng VDI luôn, đĩa động luôn. Next, nó chọn xong Next. Thì ở đây nó sẽ cho bạn chỉ sang cái thư mục để lưu, vị trí thư mục luôn, riêng là thư mục Home bên mà quân của thuốc. Và ở đây là cái dung lượng của đĩa cứng. Ở đây mình chạy Ubuntu Desktop mình có thể cho nó 25 GB hoặc 30 GB. Ubuntu Desktop thì nó có cái giao diện hơi nhiều hơn chút, mình có thể cho nó 25 GB chẳng hạn. Rồi tiếp rồi thì sau khi mà em tạo xong thì nó cái máy đã tạo xong rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ muốn cài đặt thì em sẽ chọn vô cái đĩa CD nè. Thì chúng ta cài máy bao giờ cũng phải đặt USB vô rồi hoặc là đĩa CD cho nó mới boot từ cái đĩa CD hoặc USB đó. Chọn đĩa CD cài đặt thì chọn máy ảo này rồi chọn storage, chọn vô cái máy ảo rồi bật lên storage trong cái đĩa CD này. Mấy em sẽ map tới cái file ISO mà mình đào về, nó cái file ISO mình đào về rồi bấm OK. Khi bấm OK rồi thì mình start lên, khoan hả ta, bấm OK mới map to đĩa thôi. Rồi bây giờ muốn đổi chế độ cạc mạng thì mấy em vô máy ảo chọn network nè. Mấy em từ bình thường đặt internet, bây giờ em chọn xuống chọn rig ha, rồi OK. Mấy máy đang chạy thì nhấn báo off nó đi, rồi chúng ta cũng vô chọn cái máy ảo đó, vô network chúng ta chọn chế độ là rig. OK. OK. Sau khi mà chọn cái máy ảo OK rồi thì lúc này là chúng ta có thể tải nó lên và cài đặt. Và đây là một số cái hoạt động thao tác đặc biệt là khi em cài xong sau này muốn import hay export để đưa ra máy khác thì chúng ta vẫn làm được. Import export nè, long nè, một số hành động như long nè là tạo một cái bản long để sau này có thể deploy lên từ cái vị trí đó. Thậm chí trong này chúng ta có thể có một cái số hành động nắp sọt đấy, nếu ta chịu khó ta tìm qua các cái giao diện của cái interface VirtualBox này nó cũng là một nền tảng ảo hóa đấy, và dạng là thay hai tức là phải dạ tạo hóa trên hệ điều hành, còn thay một là trực tiếp lên phần cứng luôn nha. Nói cái này thì một số cách lấy phím thôi, tôi cũng đưa cái file này lên trên trên cái bài giảng mình, ai có hứng thú thì cũng đọc đọc đó. Rồi chúng ta sẽ đăng Ubuntu Server rồi cài đặt. Tôi sẽ hướng dẫn cài đặt. Trong quá trình cài đặt thì tôi sẽ chỉ dạy lý thuyết cho các bạn mới. Rồi bây giờ tôi sẽ chia mở cái VirtualBox lên nha. Sau khi cài đông thì cài xong thì tôi sẽ có cái VirtualBox. Tức là tôi tạo cái máy ảo cho ta coi này nha. Ta tạo file new nè. Đây là cái này là trên Windows nha. Mà trên new nè. Thấy màn hình tôi chưa? Có thấy không? Đến thân chân vậy. Quỳnh Nhân Dạ thấy thầy ơi, dạ thấy thầy ơi, Kiều Bá, thấy không biết có gì học không sao thấy thanh như vậy. dạ thấy thầy ơi. Bích Yến, Yến có đó không? Rồi Hữu Thành, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Hữu Thành này, Nguyễn Hữu Thành là vắng dữ ha. Rồi tôi vào file new nè. Rồi Rồi bây giờ mấy em có thể lưu cái bài tên máy tính đúng là Ubuntu Desktop gì đó. Rồi, chứ bạn chọn cái thư mục đấy luôn. Order C. Nhớ D, ta tạo cái máy ảo đi. Bây giờ có thư mục máy ảo nào chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ tạo ở đây thư mục máy ảo. Máy ảo. Lao. Rồi, tôi sẽ lưu vào đây. Chị D, máy ảo lao. Và ở đây tôi sẽ chọn là máy cái tên đây là thư mục thôi. Tên máy tính đây là
vậy ta lưu vậy đây chọn vô đây ở đây D máy ảo lao select vậy thì tôi đặt D tôi máy ảo lao nè. Bây giờ ở đây nó yêu cầu tôi chọn cái file ISO để cài luôn, vậy thì chúng ta sẽ chọn cái file ISO luôn. Cái file ISO mà em đâu ra về đâu mà em đặt đó, cái này là Ubuntu desktop nha. Tôi chọn lại Route order, chúng ta đâu cái Ubuntu desktop ở đâu thì chọn nó Ubuntu desktop nè, open đấy Ubuntu desktop nè, next. Vậy thì tên của máy tính nè, thư mục lưu và chọn cái file ISO, map, nét. Tôi đang cài cái VitoBook này là máy ảo VitoBook này trên lõi Windows đấy. À, cái này là máy, rồi tên miền, cần hay không cần cũng không sao. À, cái này thì thường cũng có tác dụng trên Windows. À, nét luôn. Không thiếu gì nữa đây mình cho guess. Intone rất cao hả? Mật khẩu, VitoBook. Facebook user rồi nét luôn chắc luôn tôi sẽ nó cho nét chờ cái bước này nữa ta yes hot name khi gì Ubuntu mà có khi gì đâu bỏ luôn à chắc cho đây luôn chị ơi chắc cho đây luôn đi cho nó bỏ luôn mấy cái bước đó, đó không cần thiết chắc cho đây luôn select tán xanh OS rồi ghép luôn nét luôn chắc cho đây nha. Này trên Windows nó có cái bước này thường trên Windows nó có tác dụng và tới cái bước hardware này thì mình chọn một CPU hay RAM mình cho 2 GB nha, máy người ta nhiều thì cho 2 GB cho nó chạy nhanh chút. Next ổ cứng thì cho 25 GB, đồng ý 25 GB. À, và đây là cái ổ cứng tạo mới nè, trên giao diện Windows là nó hơi khác một chút, trên giao diện Windows khác một chút với cái live Ubuntu hồi nãy tôi chạy chạy tôi chiếu cho anh chị xem nè. Rồi chúng ta coi lại một chút nè. À, ổ cứng là 25 GB RAM, C memory. À, thế này. Chúng ta khoan hai ta lên nha, khoan hai ta lên này. Chúng ta sau khi vô đây rồi, chúng ta có thể chọn lít chuột phải, chọn setting đây nè, lít chuột phải, chọn setting. Thì tôi muốn chọn đây để làm gì? Cái thứ nhất là sau khi ta chọn lít chuột phải, chọn setting thì em chọn cái storage đó nè. Ở đây tôi thấy đây là cái ổ mang cái ISO mà mình đã map rồi. Thì mình ta lên cài hay đây là ổ cứng. Tôi muốn vô đây là dễ gì? Tôi chuyển chế độ cạch mạng để chàng rít. Click mode. Ok. Ok. Rồi, như vậy thì tôi thấy ta lên cài đây. Bây giờ nó chuyển ra theo cái màn hình mà tôi thấy anh chị đang không thấy đó, tôi xem nó lại cái nha. Xem. Đây là cái màn hình này nè. Thì cái màn hình này chúng ta sẽ chọn đây là chúng ta di chuyển chuột xuống đây. À, capture. À, intone, tôi nhấn vào intone. Child hoặc intone nếu Ubuntu, vậy ta đẩy qua đầu tiên đi. À, cái ô đầu tiên luôn try all intone và nhấn enter rồi chúng ta bắt đầu vô intone nè. Intone thì ta click vô cái chữ intone ubuntu nè ha. À, English intone ubuntu nó đi xa một vài bước nữa thôi là tôi trả máy cho chị. À, ta dạo ha. Rồi chúng ta để đây là English bình thường thôi, chúng ta tab nhảy tới cái continue hay là click chuột cho chữ continue luôn được. Cái này là cài cài Intel Firewall download trong khi cài download đây mình cài thì đừng cái download này chị đừng cài sẽ rất là chậm cài normal thôi bình thường thôi và không có download update gì cả normal thôi ok rồi nếu này qua bước kế tiếp là cài Intel Time là bạn sẽ xóa cái đĩa để cài vậy thì cái đĩa này chúng ta là đĩa mới chúng ta có thể xóa toàn bộ ứng dụng để cài để xóa hết cái đĩa để cài luôn hay là cài Ray và Tizen thì cái này ta cũng không cần thiết đâu ta cứ xóa hết để cài đi để nguyên đó giờ ta nhấn cho để cài nó lựa phiên bản K22.04 nha 22.04 mình sẽ xài 22.04 bản mới nhất rồi tới đây thì nó hỏi là gì các bạn sẽ trên list không. À, có coi không? Có đĩa không? Này tôi khỏi cần luôn. Continue luôn. Mày cài mà đi sao thôi cái máy nhỏ thôi chúng ta làm bài tập. Rồi. Tới đây là cái chọn cái thời gian múi giờ thì ta chọn vị trí này là Việt Nam mình. À đây là Việt Nam. À giờ chọn ra Hồ Chí Minh là nét luôn. À, đây là mật khẩu do anh em ví dụ như tôi đặt là student
cho nên thầy đặt thống nhất để mà sau này đừng có bị quên mật khẩu, miễn trong cái vòng 22.04 là được rồi, tại vì nó có nhiều phiên bản chấm ba số nhỏ này không ai, không đáng kể, do computer chứa lên desktop. Rồi username password chứa lên, như vậy là người dùng là chứa lên, mật khẩu là chứa lên luôn. Rồi, chúng ta chọn là auto login luôn, tức là người dùng này khi cài xong sẽ mặc nhiên đăng nhập luôn. Ừ. Chú Đình nhớ nhà để ta đăng nhập. Rồi bắt đầu nó sẽ copy file. Qua cái bước này copy file thì nó cài cũng khoảng hơn nửa tiếng à. Cứ bình tĩnh để cho nó cài. Trong lúc này chúng ta quay vô người ta học. Này chúng ta học lý thuyết. Chút khi nào nó chỉ sang cái màn hình hoàn thành thì chúng ta lại quay lại ta xem. Hôm nay ta qua cái tìm hiểu cái nội dung kế tiếp. Nội dung kế tiếp là nội dung thứ năm. Đó là các cơ chế hạ tầng đám mây. Các cơ chế hạ tầng đám mây, để ta tìm hiểu các cơ chế hạ tầng đám mây ha. Mấy anh chị có còn đó không? Thủ Thành, Dạ con bình thường đây. Thủ Thành có đó không? Nãy giờ tôi kêu Thủ Thành quản nghe, Thủ Thành cái gì? Ngọc Cúc, Kim Anh, Minh Nhật, Kim Ngân, Dạ Xuân có Hiệp. thầy ơi. Dạ có thầy. Mình nhà có thầy ơi. Dạ Em con có học lý thầy thuyết ơi. nha, chúng ta phải chịu khó, chúng ta nghe, nếu mà ai đang ngồi á thì phải chịu khó nghe lý thuyết, lý thuyết để mà chúng ta đi thi trắc nghiệm, bởi vì thi trắc nghiệm là đề đóng và mấy anh chị phải đọc qua mấy cái line này thì chị mới thi trắc nghiệm được, nếu đọc thì chúng ta sẽ cũng mất nhiều công sức, cho nên là trong quá trình mà ngồi học á thì cũng ý nghe tôi nhấn mạnh cái gì đó thì để ý để chúng ta thi trắc nghiệm cho nó tốt, bởi vì đây là đề đóng không xem tài liệu, tại vì nó chỉ mang tính chất là thông tin những cái gì ở trên line thì ta đọc ra ta đánh trắc nghiệm thôi chứ không có gì. Nên là chúng ta phải chú ý. Rồi bây giờ tôi sẽ vô vào nội dung hôm nay, đó là nội dung thứ năm là các cơ chế của hạ tầng đám mây. Cơ chế chúng ta đi tìm hiểu cơ chế hạ tầng đám mây. Rồi cơ chế hạ tầng đám mây thì hạ tầng đám mây á thì nó được thiết lập theo cái cơ chế là có đường biên lực lý. Đường biên lực lý nó bao quanh cái môi cái khu vực xung quanh đó, nó thiết lập một cái môi trường xung quanh cái đối tượng của hạ tầng đám mây. Rồi máy chủ ảo. Máy chủ ảo, chúng ta nói về máy chủ ảo, chúng ta nói cái thiết bị lưu trữ đám mây, đám mây nó hỗ trợ những cái cơ chế lưu trữ nào, cái tiếp đó là nó có cái bộ theo dõi sử dụng đám mây, bộ theo dõi sử dụng đám mây để hỗ trợ sau này tính phí đấy, tính phí tính tiền cho người sử dụng đấy, nhân bản tài nguyên trên đám mây và môi trường sử dụng. Và chúng ta nói một chút về nói về cái đường biên mạng. Chúng ta nói các đối tượng đều có một cái môi trường ra bao quanh đối tượng đó, nó giống như là cái dòng kim cô của Tề Thiên vẽ vậy đó, của đối tượng nó để bảo vệ đối tượng, và phạm vi truy cập của đối tượng, luồng thông tin của đối tượng ra vào, để tránh cái việc trùng lặp với các đối tượng xung quanh, bởi vì cái môi trường đám mây là cái tài nguyên ảo mà đa người dùng, mà một máy vật lý mà nó được cấp cho nhiều cái đối tượng sử dụng, cho nên nó cần phải có một cái hành lang bảo vệ đối tượng để tránh những cái người xung quanh dùng nó, những người xung quanh truy cập trái phép, cho nên nó phải có một cái gọi là đường biên lực lý để bảo vệ đối tượng, được định nghĩa như là sự cô lập môi trường mạng với các phần còn lại của mạng truyền thống, nó hình thành một cái đường biên mạng lực lý bao bọc cô lập các nhóm tài nguyên công nghệ thông tin trên đám mây, về mặt vật lý ấy, chúng có thể phân bố phân tán, phân tán tức là chúng ta nên cái tài nguyên cấp cho chúng ta cũng có thể đặt ở nhiều cái data center ở Sài Gòn, Hà Nội, nhưng mà khi mà người ta cấp cho mình thì người ta sẽ vẽ một cái đường biên luận lý cô lập những cái tài nguyên mà cấp cho đối tượng, ví dụ như ta cấp cho người ở đây là dạng project như tôi cấp cho anh chị đó là bốn người trong một cái project, thì cái tài nguyên đó, cái tài nguyên RAM CPU đó có thể là nằm trên một máy vật lý hoặc là trên nhiều máy khác nhau, bởi vì cái đám mây hạ tầng bên dưới nó đã là gom nguồn lực của nhiều máy vật lý lại để cấp cho anh chị. Cơ chế này được cài đặt để làm gì, cô lập các tài nguyên công nghệ thông tin khỏi những người không được cấp phép, không được cấp phép, để bảo vệ cho anh chị những người nào thì nó có một cái dòng phải bảo vệ, có hàng rào bảo vệ, mà hàng rào đó là hàng rào lực lý, cô lập các tài nguyên công nghệ thông tin khỏi những đối tượng không phải người dùng, không phải người dùng, cô lập các tài nguyên công nghệ thông tin khỏi những người dùng tiêu dùng đám mây, tức là người cùng cũng là tiêu dùng đám mây, nhưng mà nó họ 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 được cấp một khoản tài nguyên khác, nhưng do cái tài nguyên hạ tầng vật lý bên dưới chia sẻ nó có thể gây ra một cái lỗi nào đó mà người dùng đám mây có thể truy cập được cái tài nguyên của mình, nếu anh đó là một người giỏi nha,
người giỏi thì anh ta có thể vượt qua cái hàng rào bảo vệ luân lý đó. À, nếu mà cái người quản trị đám mây này mà cấp quyền và có những chính sách không tốt thì có thể gây ra những cái lỗi về phân quyền ấy, thì rất là nguy hiểm. Sau này thì người ta nói đang cái vấn đề an ninh trên đám mây vẫn là một trong những cái vấn đề đáng quan tâm và lo ngại nhất của người tiêu dùng đám mây. Khi các doanh nghiệp chuyển lên đám mây thì cái vấn đề mà bảo vệ an ninh là vấn đề đang được quan tâm nhất, nỗi lo là hàng đầu. Kiểm soát băng thông để cấp cho các tài nguyên công nghệ thông tin được cô lập. Như vậy thì làm sao có thể tạo được cái môi trường mạng luân lý, vẽ một cái đường tròn bảo vệ cho các đối tượng cũng như khách hàng. Mỗi anh chị đang cấp được một cái project, bốn người đang cấp một project là một cái môi trường luân lý được bao bọc, và bên trong đó chúng ta thấy hôm trước cái project ra nó cũng có cái firewall, nó cũng có cái firewall, cái đó là firewall bảo vệ hàng rào của anh chị thôi. Cái thực ra là người mà quản trị mạng, người đã tạo ra cái lao đó đã cô lập các project đó với nhau, cô lập và tách biệt nó bằng cái công nghệ là mạng ảo nè, thiết kế cái firewall nè, cái project này nè, những ID này nè thì được ra vào cái project đó, những người cái luồng thông tin khác sẽ không được vào cái project đó, cái project của anh chị. Như vậy thì để mà tạo được những cái đường biên luận lý này nè, đường biên luận lý này thường được hình thành thông qua các thiết bị mạng mà chúng được cung cấp và kiểm soát của các trung tâm dữ liệu, và được triển khai như cái môi trường công nghệ thông tin được ảo hóa. Và để bảo vệ cái project hay là các đối tượng hay con hay, hay khách hàng sử dụng đám mây thì một trong những cái công cụ để bảo vệ người ta đó chính là cái bức tường lửa. Bức tường lửa nó là cái firewall để bảo vệ cái luồng thông tin ra vào của anh chị, và cái này là bức tường lửa của data center. Trong project của anh chị cũng có cái bức tường lửa nữa. Ngoài ngoài cái bức tường lửa này thì trên đây nó có cấu hình các asset list để bảo vệ các nhóm đối tượng. Asset list là chúng ta trong cái mà Default Security trong project chúng ta cũng có thể dùng cái asset list cho cái nhánh mạng này ra cổng nào, mở cổng nào đấy. Nó là một cái tài nguyên công nghệ thông tin thực hiện việc lọc luồng giao thông vào ra mạng độc lập trong quá trình kiểm soát việc giao tiếp nó với mạng Internet. Thì đây là một cái công cụ hỗ trợ thôi. Ngoài ra ở các tầng dưới nữa, thì cái tầng ở tầng mạng nữa thì nó có cái công nghệ để cũng giúp cao lập các project, đó là công nghệ mạng ảo. Công nghệ mạng ảo thông thường có được bằng cách là bạn tạo ra các mạng ảo VLAN. VLAN là một cái công cụ khá hiệu quả trong việc cô lập các luồng thông tin trong một cái mạng luân lý, khi mà hạ tầng vật lý người ta đã chạy rồi thì có thể nhóm thành một cái mạng ảo là các cái tài nguyên công nghệ thông tin được cô lập trong cái môi trường mạng trong cái nền tảng hạ tầng kỹ thuật đó mày. Thì công nghệ mạng ảo này nói thì nghe dễ vậy chứ thực ra ai mà đã từng làm việc với mạng ảo rồi á thì khi nói ra mới biết, còn nếu mà chúng ta chưa có từng làm việc với mạng ảo á thì nói ra khó hình dung lắm. Khó hình dung lắm, tức là ví dụ năm phòng ban ta đi rồi như vậy đó, tôi có một cái phòng ban mà nhân viên nằm rải rác ở ba bốn phòng, vậy thì ba bốn người ở ba bốn phòng đó muốn nhóm thành một cái phòng ảo thì tôi sẽ có cái cách tạo ra cái phòng ảo rồi ép những cái người ở cái phòng vật lý đó vào cái phòng ảo đó, giống như cái phần gọi là phòng luận lý. Mặc dù bạn ngồi vật lý ở đó nhưng mà tôi cấp vô các bạn phòng biên chế một cái phòng ảo hoặc là phòng luận lý. Đó là giúp hai công nghệ giúp cô lập cái nguồn thông tin, cô lập các cái project, cô lập các đối tượng mạng để bảo vệ các đối tượng mạng. Đây là dựa trên cái firewall, setlist và công nghệ mạng ảo. Rồi đường biên mạng. Đường biên mạng luận lý thì giữa cái đây là lao customer là khách hàng sử dụng lao, nhà sử dụng lao và nhà cung cấp lao provider này, có thể kết nối với nhau thông qua một cái kết nối ảo là VPN đấy, cho khi chạy qua môi trường mạng internet thì anh ta sẽ sử dụng cái VPN để đón kết, là một cái kết nối ảo, kết nối ảo để tăng cường cái khả năng bảo mật. Cái này chúng ta cũng nói đi nói lại như này rồi. Đó là cái phần mà chúng ta cô lập cái đường biên để bảo vệ các nhóm đối tượng, tránh bị dòm ngó bởi người hàng xóm, người hàng xóm, tránh bị cô lập bởi những người hàng xóm. Đó là anh ta dùng cái firewall, chúng ta dùng mạng ảo để tách biệt cái luồng thông tin là cái rào cản để bảo vệ các nhóm đối tượng sử dụng lao. Rồi chúng ta nói qua cái thứ hai đó là máy chủ ảo, nằm dưới hạ tầng đám mây có máy chủ ảo nè. Máy chủ ảo là Virtual Server, là một cái dạng phần mềm ảo hóa để giả lập các máy chủ vật lý. Các máy chủ ảo thường được các nhà cung cấp đám mây sử dụng để chia sẻ tài nguyên của cái máy chủ vật lý cho nhiều người tiêu dùng đám mây, bằng cách là cấp cho mỗi người một cái thể hiện của máy chủ ảo. Hôm trước ta nói một cái máy vật lý có thể tạo ra ba bốn cái máy ảo cấp cho ba bốn người dùng để triển khai ba bốn cái dịch vụ gì đó, để tối ưu hóa cái môi trường sử dụng dịch vụ cũng như là tận dụng hết cái nguồn lực của máy vật lý.
Máy chủ ảo còn được gọi là virtual machine nè. Một máy chủ ảo là một khối cơ sở để xây dựng môi trường domain, nó là cái đơn vị cơ sở nhỏ nhất để chúng ta triển khai, và nó cũng là thành phần cơ bản của dịch vụ IaaS, tức là hạ tầng như là dịch vụ. Thì cái dịch vụ máy chủ ảo là cái dịch vụ mà hết sức là hết sức quan trọng ấy. Nó là chủ lực trong trong cái phần triển khai hạ tầng domain. Máy chủ ảo có thể dùng để triển khai các code, các tài nguyên công nghệ thông tin, các giải pháp dựa trên domain và các cơ chế điện toán domain khác. Như vậy là từ cái máy vật lý này chúng ta sẽ ảo hóa ra nhiều cái máy ảo và cấp cho người dùng. Người dùng việc tạo ra một cái thể hiện của một máy chủ ảo á, từ cái tập tin ảnh á, email á, là cái tiến trình cấp phát tài nguyên mà nó có thể hoàn thành một cách nhanh chóng theo yêu cầu. Cái việc các bạn tạo ra một cái extend, chúng ta học cái open tắc á, chúng ta lao extend, tức là tạo cái máy ảo ấy. Và cái máy ảo nó có thể được tạo từ một cái tập tin ảnh, tức là cái file ISO. Hôm trước ta sụt là sụt cái file Ubuntu ISO, tức là cái sụt nguồn giống như tôi đang cài thì tôi bút cũng từ file ISO, tức là bung ra cái máy ảo file ISO. Và có cách thứ hai đó là nếu mà các bạn có một cái NAS sọt hay là một cái ổ cứng trước đó mà có cái máy bạn đã cài rồi, bạn đã cài dịch vụ thêm, bạn cài phần mềm thêm á, bạn hoàn toàn có thể triển khai một cái máy ảo từ cái máy ổ cứng đã được cài đặt thêm nhiều ứng dụng rồi, như là cái máy mẫu. Thì cái việc đó hoàn toàn thực hiện một cách nhanh chóng, nhanh chóng hơn máy thật. Có cái mẫu mẫu email rồi, ta có thể nhân bản nó ra hay là triển khai cái máy ảo từ email đó rất là dễ dàng và nhanh chóng. Nó cũng là cái ưu điểm của cái điện toán đám mây á, thì triển khai hệ thống rất là nhanh. Người tiêu dùng đám mây á, thuê một cái máy chủ ảo có thể tùy biến trên môi trường máy chủ ảo, độc lập với môi trường của các máy chủ ảo của những người dùng khác, chạy trên cùng máy thực tế. Ví dụ người này chạy Mac, người kia chạy Ubuntu, khác chạy Windows tùy. Như này là người tiêu dùng đám mây B. Người custom service, cloud service, người tiêu dùng dịch vụ B, cloud service kết nối vào. Cài đặt cái máy ảo. Cái này chúng ta chú ý tôi nha. Cái line này chúng ta chú ý tôi. Tức là chúng ta đây có cái máy vật lý này, cái máy vật lý, và trên cái máy vật lý này chúng ta có cài các bộ ảo hóa. Cái bộ ảo hóa này á, trên cái bộ ảo, từ cái bộ ảo hóa này anh chị mới tạo ra các máy ảo. Cái máy ảo này, nếu cái máy ảo này nó rời rạc mà nó không có cái gì dùng chung hết trơn á, thì nó hoàn toàn độc lập. Và các bạn trên cái nếu nếu cái phần cái bộ ảo hóa này nó có cái giao diện quản trị riêng, trên máy thứ nhất có giao diện quản trị riêng, có giao diện thứ hai quản trị riêng, có giao diện thứ ba quản trị riêng, thì bạn cũng sẽ chẳng thấy cái nguồn lực, và các bạn không có thấy được cái việc tổng hợp các máy ảo này được tạo ra từ ba cái máy vật lý này. Nhưng nếu mà các bạn cài cái bộ là VME này, như hôm trước tôi nói VME này, VME này nó là cái bộ quản lý các máy ảo, mặc dù nó các bạn cài bộ ảo hóa trên ba cái máy thật này, nhưng mà nó có một cái giao diện quản lý chung, dùng để quản lý nhiều cái bộ ảo hóa cài trên cái máy vật lý khác nhau. Nó có một cái giao diện hiển thị chung cho bạn việc cho bạn cài cái ảo hóa trên các cái máy vật lý này. Cho nên VME nó là bộ quản lý các bộ ảo hóa được cài đặt trên các máy vật lý khác nhau. Thì tôi có hỏi câu này đấy, thì tôi có hỏi còn cái VME là gì đấy? Là bộ quản lý các bộ ảo hóa cài trên các máy vật lý khác nhau. Máy chủ ảo thì nếu mà chúng ta đây là người dùng tiêu dùng đám mây á, thì mới các bạn có một cái kho ảnh, tức là các bạn sau này các bạn có để một tập hợp các cái file ISO, hay một tập các NAP sọt, một tập các email là những cái máy mẫu. Sau này các bạn muốn triển khai một cái máy ảo từ danh sách các cái NAP sọt hay là cái ISO hay là cái ảnh đó thì rất là nhanh chóng và dễ dàng. Bạn đăng nhập vào cái ứng dụng, cái cửa sổ giao diện, bạn kích hoạt việc tạo máy ảo, thì nó sẽ nếu đây là cái email á, nó sẽ copy một cái email nó thảy ra cho các bạn tạo ra cái email mới từ cái việc nhân bản cái email trong cái nguồn. Rồi sau đó các bạn yêu cầu là tạo một cái máy ảo, thì cái máy ảo đó sẽ được bộ quản lý ảo hóa kích hoạt tạo ở cái nơi đâu đó. Máy ảo tạo ở vị trí nào của một cái máy vật lý nào đó, và cái máy vật lý này nó sẽ được gắn với cái ổ cứng. Cái ổ cứng này là cái ổ cứng đã có thể tạo rồi á, từ nhân bản trong cái kho, từ cái mẫu nào đó trong cái kho, và nó gắn vô cái máy này, nó gọi là stack, gắn vô máy ảo hóa. Và như vậy thì cái máy ảo nó đã được gắn vào cái ổ cứng đã có hệ điều hành, rồi như thế là nó deploy lên nó chạy thôi. Như vậy thì cái việc mà thấy từ trong kho ra này, nó copy ra nhanh chóng. Và nếu mà chúng ta hôm trước ta cài máy, thật ra là chúng ta tạo cái email, ta tôi yêu cầu ta chọn no, bởi vì chọn no thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn mà tạo cái máy ảo mà bằng bằng cái việc mà có tạo email nha, thì cái email đó khoảng 10 GB thôi, 10 GB
À, thì các bạn thấy nó thảy ra đây, nó bung ra 10 GB, thì cái hệ thống mạng chúng ta nó trong cái hệ thống lao của chúng tôi là ở khoa là cái phần network nó đang còn yếu lắm. Cho nên là cả chục người mà quăng ra cái deploy, hai ba chục người mà thảy ra cái email mà 10 GB như thế này nhân lên thì nó ra mấy trăm GB rồi, nó chạy y ạch y ạch và nó rất chậm. Cho nên là sau này lúc đầu á mấy em mà mấy cái khóa đầu rồi còn kêu cầu tạo máy ảo từ cái email, nhưng sau này nó chạy chậm quá và thường xuyên gây ra lỗi trên môi trường mạng, nên là sau này là yêu cầu tạo là không tạo máy ảo, không tạo email luôn, tức là nó vẫn luôn ổ cứng nhưng mà không có tạo cái đĩa, mà tạo cái đĩa thì rất là lâu. Đó là cái việc tạo máy chủ ảo ha, có ổ đĩa hay không. À, như vậy thì em có thể sử dụng email của trường cấp tạo tài khoản là starter trên Amazon Education. Các bạn có thể vô cái đường dẫn này, các bạn có thể tạo. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm, đó là các bạn phải có cái tài khoản Visa. Và chú ý cái nó sẽ cho các bạn được sử dụng miễn phí cái dịch vụ EC2. Đây EC2, nhớ đây là dịch vụ của Amazon nha. Và dịch vụ EC2 này là dịch vụ gì? Sau này đi thi tôi hỏi cho các bạn chú ý tôi dịch vụ này. Nhớ EC2 này là dịch vụ của trang nào? Amazon hay Azure hay của Google? Hay dịch vụ Amazon này là dịch vụ gì? Tạo máy ảo hay là IaaS hay là BaaS hay là SaaS gì đó, thì các bạn chú ý cái dịch vụ này là dịch vụ gì tôi. Và nếu mà các bạn có cái visa card thì nhớ là có thể tạo cái tài khoản trên Amazon để dùng thử, có thể tạo trên Amazon để dùng thử. Rồi. Thiết bị lưu trữ mạng ha, thiết bị lưu trữ mạng. Thiết bị lưu trữ mạng thì nói qua một số cái kỹ thuật lưu trữ trên đám mây, lưu trữ dữ liệu trên đám mây cho chúng ta. Cơ chế lưu trữ trên đám mây á đại diện cho các cái thiết bị lưu trữ được thiết kế đặc biệt cho việc cấp phát dựa trên đám mây. Thể hiện các thiết bị này á có thể được ảo hóa. Các thiết bị lưu trữ đám mây á có thể được cung cấp với dung lượng có thể được tăng lên theo nhu cầu của người sử dụng. Cái này là hỗ trợ tính năng co giãn ở keo up, keo down rồi đó. Mà chúng ta đã nghiên cứu mấy bộ trước đó, thì phần lưu trữ dữ liệu này sẽ hỗ trợ theo cái tính năng là keo up, keo down sẵn sàng và nhanh chóng. Các thiết bị lưu trữ mạng có thể được công bố ra ngoài để truy cập thông qua các dịch vụ lưu trữ đám mây, Long Store, Sức Việt. Và cái này là cũng là một cái vấn đề chúng ta hết sức là nhức nhối, cái quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp và các người dùng triển khai đám mây nè. Vấn đề quan tâm chính đối với việc lưu trữ đám mây á là bạn đưa dữ liệu trên đám mây, tức là bạn gửi đồ của mình ở một cái nhà người khác để bảo quản dùng mình để triển khai để sử dụng, thì bạn có yên tâm hay không. Cho nên đó là cái vấn đề an toàn, an toàn, toàn vẹn tin cậy dữ liệu, vấn đề an vấn đề để an toàn là được quan tâm hàng đầu, toàn vẹn và tin cậy dữ liệu ha. Ngoài ra thì các vấn đề khác cũng như là pháp lý về mặt lưu trữ này, về mặt lưu trữ dữ liệu quốc gia này, chính sách nó khác với gia khác, hiệu năng truy cập, hiệu năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng là những vấn đề quan tâm, nhưng vấn đề an toàn dữ liệu là được đặt lên hàng đầu. Bởi vì nếu mà các bạn có sự cố xảy ra, các bạn cũng hoàn toàn cái việc khắc phục cũng chủ cũng phải nhờ vào người cung cấp dịch vụ đó mày, chúng ta không có cứ ở gần đó chúng ta không làm gì được cả. Chúng ta chỉ alo 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 thôi, chứ còn còn còn, còn việc xử lý là do nhà cung cấp dịch vụ. Rồi. Như vậy thì giới thiệu ra một số các kỹ thuật, một số cái cơ chế thiết bị lưu trữ đám mây cung cấp các cái đơn vị luận lý lưu trữ dữ liệu như sau. Cái slide này và cái bài giảng của tôi là nó rất là ngắn và nó hết sức là cô đọng, nó chỉ bài trình bày cho chúng ta biết cái gọi là dạng như là thông tin thôi, còn đi sâu về kỹ thuật thì mỗi đối tượng như thế này nè, chúng ta phải nghiên cứu thêm nhiều bài viết nữa, nhiều cái file video nữa thì chúng ta mới hiểu rõ cái lý đi. Chúng ta đừng có mong vào cái like này thì nó chưa có đáp ứng đủ đâu. Kiến thức mỗi cái công một cái ý trên này một cái là nó cả một cái công nghệ rồi, mình phải muốn hiểu sâu thì phải đọc nhiều tài liệu hơn nữa. Thì hiện nay thì về cơ chế lưu trữ dữ liệu trên đám mây cung cấp các đơn vị luận lý lưu trữ dữ liệu như sau. Nó cung cấp các đơn cung cấp các đơn vị luận lý lưu trữ dữ liệu này như thế này. Giới thiệu ta là có kiểu lưu trữ dữ liệu thực kiểu tập tin, dữ liệu kiểu khối, dữ liệu kiểu bộ dữ liệu, và dữ lưu trữ dữ liệu kiểu object. Và anh chị chúng ta khi mà chúng ta vào các cái nhà cung cấp điện toán đám mây á, thì khi mà họ với quảng cáo cái dịch vụ lưu trữ á, thì họ sẽ liệt kê ra cho chúng ta biết là họ hỗ trợ những cái kiểu lưu trữ nào, lưu trữ kiểu tập tin hay là kiểu khối kiểu, hay kiểu data bộ dữ liệu hay là kiểu object. Và những cái này thì chúng ta cũng quen rồi, đối với
trên máy tính truyền thống chúng ta cũng đã làm quen với kiểu dùng dữ liệu này rồi. Lưu trữ dữ liệu tập tin đó là dữ liệu nó tập hợp lại thành các tập tin, các file, tập trung các file mà chúng có thể tổ chức các file này thì có thể lưu vô trong thư mục. Thực ra đó là lưu trữ sử dụng file trên máy tính ta, nó cũng dạng hình thức như thế. Rồi lưu trữ khối, tức là nó chia đĩa thành các khối và bề mặt đĩa đó. Anh này thì bằng cái lớp các cái địa chỉ trên bề mặt đĩa và cấp cho chúng ta là cái mức lưu trữ dữ liệu thấp nhất và gần với cái thiết bị cứng, gần với đĩa cứng, đó là bề mặt đĩa đó. Một khối là một cái đơn vị dữ liệu nhỏ nhất bạn có thể truy cập độc lập. Cái này là gần với cái mức vật lý lưu trữ các khối mà chúng ta chia đĩa để lưu trữ. Còn cái phần bộ dữ liệu thì bộ dữ liệu này được tổ chức theo cái dạng là cơ sở dữ liệu, theo dạng bản, dạng mẫu tin, dạng record rồi đó. Thì cái này là cái database, dạng database đấy, lưu trữ dữ liệu dạng database, đó là cung cấp cái hình thức lưu trữ. Còn một cái hình thức lưu trữ chúng ta nghe nó có vẻ hơi mới một chút, đó là lưu trữ từ đối tượng. Như vậy thì cái anh này nó đối tượng thì nó là dữ liệu, đây là dạng các siêu dữ liệu, nó mô tả ở dạng các siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu, hình thức của nó là dạng mô tả thành siêu dữ liệu, liên quan được nhóm lại thành những cái tài nguyên dựa trên nền web, và nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái giao diện để truy cập. Có bốn cái hình thức lưu trữ dữ liệu và bốn cái hình thức này. Mỗi cái hình thức lưu trữ dữ liệu á, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một vài cái giao diện kỹ thuật hay cái giao thức để chúng ta có thể truy cập dữ liệu được. Để truy cập dữ liệu được. Để truy cập tương ứng với các loại thiết bị lưu trữ đám mây á, hay API. API được dịch vụ đám mây công bố, nghĩa là các bạn nó có thể cung cấp cho các bạn API hay interface hay là một cái giao thức để chúng ta có thể truy cập được theo từng cái hình thức tổ chức lưu trữ dữ liệu.